Chào các mục sư và chào hết thảy tôi tới Chúa. Tại Chúa là tôi đã cầu nguyện dốc đổ rất là nhiều để tôi được học chương này. Vì lúc trước tôi cũng đã được học rồi, nhưng mà cái lúc tôi mới tin Chúa tôi chả biết gì hết, chưa đọc Kinh Thánh và chưa có cầu nguyện. Nhưng mà khi mà từ lúc đó thì tôi cứ ao là được học. Thì những ngày tôi đăng ký đi giúp ở trường thì tôi lúc nào tôi cũng làm vội để tôi chạy. Khi mà tôi được hết xong việc tôi chạy lên để tôi nghe và tôi thấy là lời Chúa thật là tuyệt vời. Mà khi mà mỗi khi tôi được nghe thì cái đức tin của tôi nó tăng trưởng. Mà cảm ơn Chúa là khi mà tôi thấy trong lời Chúa dạy là đi giao giảng lời Chúa đi khắp thế gian để giảng tin lành, thì tôi rất là ước ao được đi giảng tin lành. Trong giấc mơ tôi cũng thấy Chúa cho tôi thấy cái giấc mơ là tôi là giáo sĩ. Tôi chưa có nói với ai, bởi vì nếu mà tôi nói ra thì sợ người ta lại bảo tôi thế này thế kia. Nhưng mà cảm tạ Chúa là tôi đã được đi ra Campuchia, Lào và Thái Lan. Tôi nói về tình yêu của Chúa cho họ. Mà rất là nhiều người Campuchia đã, rất là nhiều người Lào đã tin Chúa. Nhưng mà Chúa xin Chúa cho tôi đi nữa, đi nhiều các nước nữa. Tôi đang có giấc mơ là Chúa cho tôi đi Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc. Trung Quốc trước, Thổ Nhĩ Kỳ sau. Nhưng mà thế nào là đi dẫn dắt như nào theo ý Chúa. Cảm ơn Chúa là khi mà tôi được học trường này thì tôi thấy là quá tuyệt vời. Khi mà những cái ngày mà thực sự mà được ngồi nghe từ đầu đến cuối thì tôi mới thấy là tuyệt vời. Còn khi mà mình chạy vội lên, mình đang làm cái gì, mình làm cố làm nhanh để chạy vội lên thì nghe nó không có được đầu đuôi. Nhưng mà thực sự mà nói là đến đây thì tôi vẫn xin lỗi Chúa là tôi ở nhà thì tôi thường là tôi đóng cửa ở trong nhà. Tôi khi mà được ngủ từ 9 giờ đến 9 rưỡi hoặc 10 giờ tôi ngủ thì là tôi đóng cửa trong nhà, tôi rất là yên ắng. Mà đến đây thì anh em thường là 11 giờ, 11 rưỡi mới ngủ. Mà sáng ngày ra thì tôi cứ 3 rưỡi, 4 giờ tôi đã dậy rồi, nó quen giấc như thế cho nên là không ngủ thêm được. Thì nhưng mà cảm ơn Chúa tôi vẫn có sức khỏe. Chỉ có một hôm duy nhất là hôm đấy tôi kiêng ngăn này, tôi mệt là bài giảng tôi vẫn nghe hết. Nhưng mà lúc mà giáo sư tóm được thì tôi hơi mệt thôi, nhưng không có buồn ngủ, không có ngủ gật. Tại Chúa là khi mà được học lời Chúa mà tôi thấy được cảm động nhất là cái câu có một người ở trong tù bị đi vì cớ Chúa mà phải đi tù 12 năm. Nhưng người ta nói là bây giờ anh chỉ cần chối Chúa thì anh có thể được thả. Nhưng mà người ta nói là tôi ở đâu, tôi không chối Chúa mà tôi ở đâu thì vương quốc Chúa Trời ở cùng với tôi. Tôi lúc tôi nghe đến đây tôi khóc quá chừng. Mà tôi thấy là bây giờ đi giảng lời Chúa quá dễ, mà mình hầu việc Chúa quá đơn giản mà sao mọi người không đi. Những ngày tôi ở đây tôi ngày nào tôi cũng đi, mọi người ăn sáng tôi chưa ăn sáng tôi đi một vòng, để nhất là gặp người già cả tôi phải đến ngay, hoặc là gặp những cái người mà tôi chưa từng gặp á tôi phải đến ngay. Tôi lợi dụng tôi nói là điều của Chúa cho họ, tôi chỉ nói là Chúa quyền năng lắm, tin Chúa thì tôi luôn được tha linh hồn, được cứu. Chúa quá ân điển, Chúa quá quyền năng. Thật sự mà nói Chúa thật ân điển trên đời sống của tôi. Đáng nhẽ không có Chúa tôi chết mất từ lâu rồi, bởi vì lúc tôi đã được nghe về Chúa. Nhưng mà khi mà con của tôi vào là nói mẹ không thờ cúng nơi tôi, khi mà con tôi ngủ tôi thờ cúng trộm. Tôi giang sợ ngôi với lung tuồng thờ hình tượng phù phép thù ác đủ hết luôn. Nhưng mà khi mà được Chúa đụng chạm, tôi thật sự mà Chúa chữa lành tôi thấy Chúa quá quyền năng, nên tôi đầu phục Chúa hoàn toàn. Tôi rất là kính sợ Chúa. Khi mà tôi được ước ao là được gặp gỡ Chúa, tôi ước ao được khóc. Mà tôi thấy mọi người khóc, tôi ước ao lắm là tôi được khóc với Chúa mà tôi không khóc được. Nhưng mà cảm ơn Chúa là khi mà tôi phá cái bàn thờ đi thì tôi đã được khóc với Chúa và Chúa đã đụng chạm tôi, và tôi đã được Chúa sức dầu và tôi đã được làm công việc cho Chúa. Mà khi tôi thấy tôi đưa được người về nhà Chúa tôi sung sướng, và tôi khi mà tôi đặt tay lên người đau được lành tôi quá sung sướng. Cho nên là cái trường này là trường đầy dẫy Đức Thánh Linh. Tôi xin hết. Tôi muốn nói rất là nhiều nhưng mà thời gian có hạn, bởi vì hôm qua tôi chưa được nói là tôi nói bù thôi, chứ còn đúng ra là tôi được có 2 phút thôi. Hôm qua vì còn 4 người chưa nói cho nên là tôi là được nói dài hơn những người khác, cho cái gì tôi là những người sau rốt. Nhưng mà cảm ơn Chúa, cầu xin Chúa cho như lời Chúa là cho tôi đứng đằng đầu, và cầu xin Chúa cho tôi chết tốt, chết những cái ô dơ xấu xa bất kiết, trước những cái nóng giận, những cái nói hành nói xấu, và chết những cái
gì mà đáng phải chết. Là sống thì sống với Đức Thánh Linh. Amen. Chúa, vì chị Hương là một người nữ rất là nóng cháy với Chúa. Ở trong hội thánh chị cũng thường xuyên làm chứng và đi đến đâu gặp ai cũng nói với Chúa. Và hôm nay thì thay mặt hội thánh em cũng chúc mừng chị đã học một cái khóa học mà thấy chị em tâm tình rất là phước hạnh ạ. Và xin chúc cho chị sẽ có những thời gian tới thật là kết quả cho vương quốc của Chúa. Cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay tôi được tham dự cái buổi